Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe. Vâng, trở lại với câu chuyện của cháu Hồ Văn Cường và những show diễn của cháu sắp tới đây. Show diễn vừa rồi ở Hà Nội quá thành công không các bạn ha? Wow, chật nước khán giả luôn. Mỗi cái show diễn của cháu, khán giả đều đến xem và ủng hộ cho cháu rất là nhiệt tình. Chẳng những gì, rồi các mẹ, các ngoại còn có những cái phần quà giá trị gửi đến cho cháu nữa từ nơi xa xôi như là Mỹ Quốc, Canada, Pháp vân vân và vân vân. Và nhờ những anh em YouTuber chuyển đến giùm cho cháu với một cái lời ngắn gọn yêu thương và nhớ Hồ Văn Cường nhiều lắm con ơi. Chúc con thành công. Như vậy cũng làm cho cháu cũng ấm lòng phải không các bạn ha? Xa bao nhiêu sóng gió, xa bao nhiêu trở ngại và sự vùi dập của phía bên kia, thì bây giờ cháu đã nhờ sự ủng hộ của Bầu Thị nè, Vinh Cai Ngọc Sơn nè, rồi FC Xanh Đọt Chuối nè, bây giờ cháu vẫn bước và bay lên chiếc máy bay, bay lên không trung, bay lên và tỏa sáng trên bầu trời âm nhạc và nghệ thuật. Chúc mừng cho cháu. Và sắp tới đây cháu sẽ có một cái show nhạc vào ngày 3 tháng 11 tại nhà hát Thanh Niên với khách mời là nữ ca sĩ trẻ Nguyễn Kiều Oanh. Nguyễn Kiều Oanh là một ca sĩ nhạc trẻ các bạn ha. Rồi nhưng mà cũng có thử sức với lại dòng nhạc bolero nữa. Cô ca sĩ trẻ này với cái lứa tuổi 29 tuổi. Từ từ chúng ta cập nhật và chia sẻ về người nữ ca sĩ này các bạn ha. Nhưng đầu tiên nhất thì xin chia sẻ đến các bạn là Cường sẽ có một cái show nhạc vào ngày 3 tháng 11 năm 2023 tại nhà hát Thanh Niên vào lúc 20 giờ, địa chỉ là số 4 Phạm Ngọc Thạch, đường phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Số 4 Phạm Ngọc Thạch nha các bạn nha. Và chi tiết hay là thông tin các bạn có thể gọi số điện thoại là 0961656601. 0901456601. Các bạn có thể gọi đến cái chỗ này để đặt vé. Và người tổ chức không ai khác hơn là Mây Sài Gòn. Đọc lại số phone một lần nữa nha các bạn ha. 0961656601. Và số phone thứ hai là 0901456601. Chà, cái hình ảnh thấy dễ thương quá. Đẹp trai quá trời luôn á. Cái poster này mình rất là ưng ý nha các bạn nha. Quá dễ thương đi không các bạn ha. Cái phông nền của cái poster này làm cho nhan sắc của Nguyễn Kiều Oanh, khách mời và cháu Hồ Văn Cường đẹp trai ra phết đấy nhá. Để mình chia sẻ một số lời bình luận nhau. Để coi đây, lời bình luận của ngoại chính nè, ở Mỹ nè. Rất thương mến bạn, xin lỗi Thùy Nha vì đi rất sớm, một hồi tiếc quá lớn, một nỗi buồn không nhỏ. Vì đi rất sớm là sao mình không hiểu. Phạt Kim nói hình như là không phải chị ơi, 25 Tây ngoại trở về rồi. Em nhớ là ngoại nói như vậy. Mình cũng không biết là ngoại chính về hồi nào mà đi là lúc nào luôn nè. Ok, để tiếp tục những lời bình luận các bạn ha. Trần Kim Tiên, ngoại về giữa tháng 10 và chỉ có 7 ngày thôi nên chắc khó dự show 3 tháng 11. Như vậy thì chúng ta đã biết là ngoại chính về Việt Nam giữa tháng 10 ha.
Rồi sau đó thì trở về bên Mỹ lại sớm hơn, cho nên không có ở tới ngày 3 tháng 11 được. Thủy Thị Lê, tiếc nhỉ, ngoại lưu lại để nghe Cường hát một show thì tuyệt vời. Em nghĩ để cho ngoại được tội nguyện, mong ngóng khi mà về nước. Pha Kim thì có nói rằng tại sức khỏe của ngoại không tốt, ở lại Việt Nam lâu không ổn, ngoại bị tim, không thể đến nơi đông người và nhạc đánh to, mà ngoại sẽ gặp bạn ấy là ngoại vui rồi. Đúng vậy các bạn. Nếu các bạn bị bệnh tim á, các bạn không có thể nào mà nghe cái âm nhạc với dàn âm thanh mà lớn, cái tiếng loa đó làm âm 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 như, và với lại cái số lượng khách mà lại đông trong cái rạp á các bạn, nó làm cho chúng ta mệt thêm, thiếu oxy, cho nên không nên đến mấy chỗ đông người như thế này. Ủa sao ngoại đi có 7-8 ngày vậy trời? Ngoại chính nè, chị ngoại chính có nói rằng là về chỉ được có 4 ngày thôi, phải về quê nhà ở miền Tây Vĩnh Long hết 3 ngày rồi, không hề gặp mặt một ai. Uổng quá. Ok, đó là những cái gì mà mình cập nhật được ở trên mạng xã hội, và cũng biết được chi tiết rằng ngoại chính cũng có đi về Việt Nam, nhưng mà về bên Mỹ sớm hơn, cho nên không có thể đu show ngày 3 tháng 11 của cháu Hồ Văn Cường được. Chắc thế nào cũng ngoại chính thì cũng gặp Cường ở ngoài đời để tâm sự chút chút ha. Thấy cháu bây giờ ai cũng vui chứ các bạn, ai cũng mừng cho cháu. Trên con đường học vấn cũng tốt nè, sự nghiệp thì cũng tốt nè cháu. Bây giờ tuy rằng nói rằng là ca sĩ đi hát cũng được nhiều người mến mộ, được cũng khá khá về tiền cát-xê, đại khái là như vậy, nhưng chi phí của cháu cũng nhiều, cũng phải trang trải cho ekip nè ha, chứ đâu có ai mà mình làm không đâu các bạn. Rồi xe cộ đưa đón này kia nọ, rồi máy bay, tiền nhà ở, rồi hàng tháng. Bây giờ cháu giống như là lao động chính trong gia đình rồi, phải giúp cho cha mẹ nè, rồi trang trải cuộc sống. Ví dụ đi học đó không có tốn tiền, nhưng mà phải tốn tiền những cái thứ khác nữa, rồi cũng phải giúp đỡ chị của mình ở dưới quê nè, cũng khó khăn nè, rồi cũng phải dành dụm lại để cho tương lai ra MV, mua một cái chỗ nào nó nhỏ nhỏ để cho gia đình được sum họp với nhau phải không các bạn ha. Trong khi đó chúng ta thấy không, cũng đồng trang lứa tuổi với lại Hồ Văn Cường, mà người ta không gặp sóng gió nhiều, mà người ta đã gặp đúng cái người mình đang đỡ như là Phương Mỹ Chi đó. Bây giờ cô ấy là danh vọng có, nhà cao cửa rộng, xe hơi và lầu gì cũng có hết, trong khi cháu cũng vẫn còn đang phải vất vả. Ôi, cũng mong trời Phật thương xót rồi cho những người hiền lành, thì cháu sẽ gặp may mắn trên con đường công danh và sự nghiệp của mình không các bạn ha. Và rõ ràng là trong những ngày tháng qua thì lúc nào cháu cũng được hết người này thương mến, hết người kia yêu mến, ngay cả những cô cậu bé cũng đi theo để đu show anh Cường, rồi có những cô mà thần tượng quá cái lên cưỡng hôn cháu trên tại trên sân khấu luôn nè. Chúng ta cũng đã từng thấy rồi các bạn ha. Vâng, tôi nghĩ mai mốt này, nghĩ cho vui thôi nha các bạn nha, nghĩ cho vui thôi nha. Mai mốt này mà cháu ra trường rồi tạo được công danh sự nghiệp rồi, dĩ nhiên là ai cũng phải có gia đình, lúc mà đám cưới của cháu tôi không biết rạp hát nào chứa đây ta. Ý tôi muốn nói đây có nghĩa là có thể là hàng ngàn người đi các bạn. Tại vì ai cũng muốn đi coi, ai cũng muốn đi dự cái đám cưới của cháu vậy đúng không? Thông thường thì là hết mấy trăm người đi xem cháu hát rồi, mà đám cưới của cháu rồi chắc phải mướn một cái nhà hàng nó bư thiệt bự mà phải hoành tráng hay mấy ngàn người đi nghe. Vâng, bây giờ mình nói qua về một tiểu sử
của cô ca sĩ Nguyễn Kỳ Oanh này nữa nha. Vâng, và nhân tiện đây thì mình cũng cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn khán giả rất là nhiều, những khán giả đã thân thương. Mình có một cái kênh là Tôi Người Sài Gòn, Tôi Người Sài Gòn nha. Mình vào trong đó mình có cũng có post mấy cái video về chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, rồi cũng có post cái video của cháu Cường. Mình gom lại tất cả những cái video mà mình làm với cháu Hồ Văn Cường rồi mình để lên trên đó. Thì mấy cái kênh này mới thành lập ra thôi à. Mình còn nhớ lúc trước cách đây 1-2 ngày á, chỉ có mười mấy người đăng ký à, mà chỉ trong vòng có ngày hôm qua đến nay là lên được 100+ người đăng ký rồi. Một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị, các cô chú bác thật là nhiều. Vâng, bây giờ chúng ta chia sẻ Nguyễn Kiều Oanh. Nguyễn Kiều Oanh thì sống làm việc ở Sài Gòn, sinh ngày 16 tháng 6 năm 94, năm nay được 29 tuổi. Tiểu sử của Kiều Oanh, đây là một cái người khách mời sẽ hát chung với lại cháu Hồ Văn Cường vào ngày 3 tháng 11, cho nên chúng ta lượt qua cái tiểu sử của ca sĩ này một chút xíu. Nguyễn Kiều Oanh là ca sĩ trẻ sở hữu giọng hát mượt mà, truyền cảm. Mặc dù khởi nghiệp với dòng nhạc là Bolero, da diết, đến nay Nguyễn Kiều Oanh đã khẳng định được sự đa dạng trong màu sắc âm nhạc khi thể hiện thành công nhiều thể loại như là pop nè, nhạc ballad nè, R&B hay là Bolero. Nguyễn Kiều Oanh từng tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc với mong muốn khẳng định khả năng ca hát của bản thân, nhưng may mắn lại không mỉm cười với cô khi không để lại nhiều dấu ấn sau những cuộc thi. Không từ bỏ ước mơ, Nguyễn Kiều Oanh quyết tâm thay đổi và tìm kiếm chỗ đứng trong làng âm nhạc. Cô đăng ký tham gia cuộc thi Be a Star. Nguyễn Kiều Oanh với thế mạnh là giọng hát bolero ngọt ngào trở thành thí sinh sáng giá của chương trình, sở hữu giọng hát đầy nỗ lực nhiều người mơ ước. Nguyễn Kiều Oanh trở thành á quân của Be a Star, có nghĩa là thành ngôi sao đó các bạn. Nhưng cô vẫn khá tự ti về ngoại hình của mình. Năm 2015, Nguyễn Kiều Oanh được sự động viên của thầy cô và bạn bè đăng ký tham gia game show Ngôi Sao Phương Nam. Đây là game show quy tụ 12.000 thí sinh đăng ký tham gia. Giám khảo của chương trình này đều là những nhân vật quyền lực của làng âm nhạc Việt Nam như là Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Siêu Black. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, Nguyễn Kiều Oanh xuất sắc giành ngôi vị quán quân luôn. Đây là bước tiến lớn trong sự nghiệp ca hát của ca sĩ chính Max, giành quán quân luôn nha các bạn ha, Ngôi Sao Phương Nam. Năm 2016, Nguyễn Kiều Oanh thử sức mình với dòng nhạc bolero trong chương trình Người Hát Tình Ca. Tuy có một chút tiếc nuối khi dừng chân ở top 6, nhưng Nguyễn Kiều Oanh cũng để lại dấu ấn trong lòng của khán giả rất là nhiều. Những ca khúc nổi bật của ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh như là Nắng Say, Như Hoa Mùa Xuân, Khúc Ca Xuân, Love You, Con Nợ Mẹ, Duyên Phận, Mùa Đông Ấm Áp, Anh Cứ Đi Đi. Thời trẻ khi nói về mà lúc mà chưa có nổi tiếng á, Nguyễn Kiều Oanh theo đuổi đam mê âm nhạc từ bé. Năm lớp 10, Kiều Oanh tham gia những hoạt động của trường, được thầy cô và bạn bè yêu mến nhờ giọng hát vô cùng dễ thương của mình. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Nguyễn Kiều Oanh khăn gói lên đường và lên tới Sài Gòn theo học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật theo con đường ca hát riêng của mình. Ca khúc Nắng Say do nhạc sĩ Ngô Minh Tài sáng tác tặng cho Nguyễn Kiều Oanh. Giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm của Nắng Say là lời tri ân tình cảm của người hâm mộ. Đây cũng là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển trong sự nghiệp ca hát của Nguyễn Kiều Oanh. Nguyễn Kiều Oanh sinh ra ở Đồng Tháp, nước Việt Nam của chúng ta. Dĩ nhiên rồi, Đồng Tháp của Việt Nam, không lẽ Đồng Tháp mà của nước Mỹ sao? Lời này nó có hơi dư chút xíu các bạn ha. Cô sống và làm việc chủ yếu ở Sài Gòn, nước lại là nước Việt Nam. Không cần thêm cái chữ nước Việt Nam đâu, người ta biết Sài Gòn là của Việt Nam rồi.
cô sinh thuộc cung Song Tử, cầm tinh giáp là tuổi Tuất con chó, năm 1994. Nguyễn Kiều Oanh xếp hạng nổi tiếng thứ 69.670 trên thế giới và thứ 990 trong danh sách ca sĩ nổi tiếng. Tổng dân số của Việt Nam vào thập niên 1994 vào khoảng hơn là 70 triệu người. Trời, người ta nói rõ dân số của Việt Nam thời đó chi nữa đây ta. Kèm theo cho vui ha. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ về cái poster cháu Hồ Văn Cường và Nguyễn Kiều Anh sẽ có một cái show diễn vào ngày 3 tháng 11 tại Rạp Hát Thanh Niên do Mây Sài Gòn tổ chức ha. Trước tiên là chúc cho cháu Hồ Văn Cường và Nguyễn Kiều Anh sẽ được thành công trong một cái show ca nhạc như thế này nữa các bạn ha. Ok, và xin hẹn tất cả quý vị trong một cái video lần sau. Cali bây giờ là trời vào thu rồi các bạn, lá vàng rơi lác đác. Nhìn lá vàng rơi mà thấy nhớ Sài Gòn nhiều lắm. Thấy không, mặc hai áo này nè, áo trong áo ngoài nè, tại vì trời se lạnh rồi đó các bạn. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ và xin hẹn tất cả quý vị trong một video lần sau nha. Xin chào, bye bye. Nếu các bạn có rảnh, các anh chị chú bác có rảnh thì rẽ ngang qua cái ngôi nhà mới Tôi Người Sài Gòn. Tôi Người Sài Gòn, và đăng ký kênh giùm cho Cali ha. Cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều.